Mình thấy khá là êm ha, vừa êm vừa bốc, nó không có cho cái cảm giác như gần 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 cái máy của Honda các bạn. Cái cảm giác lái của nó đem lại ấy, thì hao xăng cũng không là gì. Ok, hello các bạn, mình là GP đây. Thì nay mình lấy con ADV 160 của mình đi bảo dưỡng à. Mình thay nhớt sau nhiều ngàn cây đâu, 2.500 cây ha. Này là thay nhớt lần hai các bạn. Thì nè, bạn nào thắc mắc á, SH160 của mình à, ADV 160, đứng xa ra xíu các bạn coi. Thì đứng kế thì ADV nhìn nó bự hơn hẳn ha, nhìn nó lực. Ok. Thì nay mình đi thay nhớt đi rửa xe luôn. Xe mình thì mấy nay chạy vô mùa mưa không có rửa các bạn. Giờ hay à. Nhìn giống như mới đi off road về. Phục bên kia là không còn thấy luôn. Này phải phục lên nha. Phục zin. Ai nhìn vô chắc cũng biết. Ok. Có cái chỗ để điện thoại quá là tiện luôn. Có cái hộp ở trước. Thì giờ mình đi thay nhớt trước, xong rồi xíu nữa mình sẽ cho các bạn cái cảm nhận của mình sau khi chạy được 2.500 cây ha. Vespa của mình cũng dễ hài rồi. Cái này ít rỡ của mình nè. Thì thường thì thật ra mình xài hãng lộn, nhớt hãng là nhiều các bạn à, tại vì thường vẫn được bảo dưỡng định kỳ này kia trong hãng á à, cho nên mình vẫn xài nhớt hãng là nhiều hơn. Nhưng mà con ADV này thì đâu có về trên hãng, đâu có về hãng Honda Việt Nam mình đâu, chỉ có mua ở ngoài thôi. Thì cho nên là thay nhớt thì mấy bạn vẫn có thể vô Honda thay được, nhưng mà mình sẵn tiện mình muốn thử những nhớt khác à, tại chỉ có con Navix của mình là mình đã thay nhớt ở ngoài là nhớt Shell thôi mấy bạn. Thì cái nhớt đó thì nó êm xe chứ nó không có nó không bốc hẳn. Mình thay vô mình thấy nó êm hẳn luôn. Để nay mình thử thao loại nhớt khác cho ADV này. ADV này thì bản thân xe zin nó thì đã khá bốc rồi các bạn à, cho nên là để mình thay thử. Thay thử nhớt nữa coi nó làm sao hả. Trời giờ nắng lắm. Tại nay mình thay đổi cái chỗ để mic của mình, không biết nó rõ hơn không hả. Okay, để mình xíu mình quay lại ha. Giờ mình đi thay nhớt. Ok, hello các bạn. Mình mới vừa thay nhớt xong ha. Thì mình thay quên cái tên các bạn, lát mình cho các bạn coi cái chai nhớt ha. Thì mình được cái anh ở đó tư vấn cho là chọn lúc đầu mình có hỏi là đổi cho mình một loại nhớt nó bóc hơn một xíu. Thì anh có nói mình là thì nhớt bóc á thì nó sẽ nóng máy nhanh hơn ha. Và anh có nói là nếu mà sử dụng nhớt bóc thì đi đường xa này kia
thì nó sẽ hợp lý hơn. Thì sử dụng trong phố bình thường, nhưng mà anh nói là sử dụng đi xa nó sẽ hợp lý hơn. Và mình cũng quan trọng cái phần mà chạy thoải mái hơn á. Thì thôi, xe mát nó vẫn ok thôi mấy bạn. Cho nên là mình đã chọn một cái loại nhớt là giữa ha, vừa mát mát động cơ, kiểu không nóng lắm á, với lại xe cũng khá là bốc. Thì nãy giờ mình có kéo thử một xíu thì mình thấy khá là êm ha, vừa êm vừa bốc, nó không có cho cái cảm giác như gần cái máy của Honda các bạn. Cho nên là nói chung theo mình thấy, từ khi mình đổi qua nhớt hãng, nhớt ngoài không phải là nhớt hãng của xe á, thì nó cho cảm giác khác một xíu hơn. Thì để giờ mình đậu một chỗ mình cho mấy bạn coi xe xíu ha. Để mình đậu ở đây ha, đây cũng khá là trống. Ok, ở đây mình có cái bịch gà mình mua cho bộ mình, nhưng mà thôi review xe cho mấy bạn chứ ha. Ui. Thì để mình đi xung quanh cho mấy bạn coi. Mình nói sơ sơ thôi, cũng như những video khác thì mình không có review hay gì đâu, nhưng mà nói sơ sơ cảm nhận. Xe hơi dơ mấy bạn, đi chưa có rửa, dơ hại luôn. Bữa mình cũng mới đi khá là xa, quận 9, cũng xa xa thôi chứ không xa lắm đâu. Thì con xe này mình mua màu trắng mấy bạn, mình đi xa xíu cho mấy bạn coi màu trắng. Tức là mình dán thêm mấy cái tem nhỏ nhỏ, Yoshimura này kia, mua Shopee dán mình cho nó có nổi bật hả các bạn. Mình thích cái kiểu tem của con ADV 750 á, cái xe màu trắng á, có thêm mấy cái chi tiết màu đỏ. Con xe này thì thiết kế hầm hố nha. Hồi đầu video mình có cho mấy bạn coi là nó đứng cái quan sát như thế nào á, nhìn từ ngoài sau á, nhìn vô là ra cái dáng thể thao hầm hố Maxi Scooter này mấy bạn. Thì chắn gió con này khá là đẹp ha. Ghi đông trần, ghi đông 28mm, nhìn nó mạnh, nhìn nó rộng, thoải mái đó mấy bạn. Màn hình cũng khá là đẹp ha, để mình cho mấy bạn coi màn hình nè. Con này là ADV 160, thì 150 với 160 á, nếu mà mình nghe mấy người khác nói thì mình nhớ là nó khác một thiết kế một xíu. Con ADV 160 nó có làm bự hơn một xíu các bạn. Thì trang bị ha, con này được trang bị HSTC với là ABS, rất ok luôn. Thậm chí nó có cái báo độ xe nữa nè. Màn hình đẹp nha. Mình thích cái kiểu mà báo dòng tua mà theo cái kiểu vòng tròn, rồi đồng hồ, tốc độ, xăng. Ok, nói về xăng ha, nếu mình không nhầm thì con này bình xăng nó là 8 lít mấy bạn. Thì khá là bự ha, đi xa ổn. Nhưng mà theo hãng công bố là 2,2 lít 100 cây, thì tầm 40 lít 40 km một lít đó. Thì nói chung con số này, nếu mà những người đi thường những con xe khác á, xe khác phổ thông khác á, tay ga phổ thông khác thì sẽ thấy là khá là hao. Nhưng mà thật ra nếu mà thì bản thân mình sử dụng mình cũng thấy là con này nó xuống xăng cũng lẻ các bạn, nhưng mà bù lại cái hiệu năng, cái cảm giác lái của nó đem lại á, thì hao xăng cũng không là gì các bạn. Con xe này chạy đã lắm, giá nó cỡ thắt hoặc là hơn hay là ít hơn nè các bạn. Nói chung đáng mua hơn cái thắt nhiều á. Tùy vào mấy bạn thích thôi. Phục em, hình như hành trình phục trước con này hình như cũng khá dài, mấy bạn nó đi tút lên trên hay sao á, hay là sao á, mình chưa tìm hiểu kỹ phần đó ha. Nhưng mà khi mấy bạn lái á, xíu nữa mình cho mấy bạn coi cảm giác lái ha. Nút ha, nút thì nhìn khá là đẹp, làm mấy chi tiết màu xám
con này có đèn hazard nè. Quên nói nữa là cái kính gió bạn chỉnh được ha, thì mấy bạn cứ chỉnh mình hay lắm nè, thì để xuống hướng xa ra. Thì kiểu này thì nhìn nó gọn nhưng mà bản thân mình á, mình thích cái này hơn, nhìn xe nó bự hơn xíu hơn. mình thích kiểu này hơn là nó chắn gió tốt hơn, thì mình thấy là vậy ha. Này là phục zin, nhìn thì chắc cũng biết là mình dán sticker Olin thôi mấy bạn, để rồi nó có cái hộp ở đây nè, cái hộp ở đây mình để điện thoại, em mình có để một cái khăn ở đây nè, cái khăn để mình lau mỗi lần ướt hay là dơ gì đó là lau đỡ. Cái con này như con lít rồi, bây giờ mình nói là nó đáng hơn SH á, tại vì cảm giác chạy. Trang bị cũng giống SH nè, 160 nha. Xe mạnh, xe bóc hơn SH nhiều. Thiết kế thì tùy bạn, mấy bạn thích kiểu nào ha. Thì trong cốp mình đang để là nè, cái này nè, cái này là cái chai nhớt hồi nãy mình đã mua nè. Hiểu, nếu mình đọc không sai ha. Trời, mưa hay là chim vậy trời. Nè, nếu mình đọc không sai thì là Siculane hả ta. Hiểu này thì anh kia có nói là nó đem lại cảm giác bốc nhẹ và nó mát máy chứ nó không có nóng máy. Thì nãy mình chạy mình thấy nó ok hơn nhá, nhát hẳn à. Cốp rộng lắm, mình để được hai cái nón, với lại cái này mình để có một thôi, nhưng mà mình đã thử để hai cái nón và bây giờ mình để tầm hình thì ba cái áo luôn các bạn, với lại hai ba cái áo mưa vậy đó. Còn cái khúc ở đây nè mấy bạn vẫn để đồ được ha. Đổ xăng trước nè bạn, khá là tiện cho mấy người thích điều đó ha. Rồi á, thường vì thiết kế bự của con này ha, thì vì cái thiết kế bự kiểu này nè, xong rồi nó rộng. Thường á mấy bạn thấy coi những video khác thì mình sẽ thích để gương gù hơn ha, xe nào mình cũng để gương gù hết. Xe này mình để gương bình thường, không phải là gương zin, này là gương Rizoma, nhưng mà là rep thôi mấy bạn, không phải gương real đâu. Gương real mình chơi không nổi rồi. Gương real thì nó sẽ ok, gương này cũng xài đủ rồi. Con xe này mình để gương rộng thì lý do là góc nhìn nó sẽ rộng hơn gương gù và mình thấy nó đẹp hơn nữa. Với lại mình có định lấy con này đi xa các bạn, thì đi xa với cái gương này nó sẽ ổn hơn. Như gương gù đi xa thì cũng không ổn đâu, bị bắt á, mình nghĩ là vậy. Ok, để mình đi xa ra cho các bạn coi cái góc đẹp xe hơn. Nó bự vậy nè, nhìn nó đẹp lắm. Mình thì sau khi mình thích cái kiểu dáng con này á, khúc này nè, thậm chí mấy bạn có thể để thêm ba ga, gắn thêm ba ga để đi xa đó. Nó sẽ đẹp hơn, để được nhiều đồ hơn nữa. Nhưng mà bản thân mình nghĩ là cái yên này đi xa, đi xa một ngày hay gì đó, đi tôi trong một ngày á, vẫn sẽ để đủ ha. Ok, giờ mình nói tới phần cảm giác lái ha. Thì trước hết thì thiết kế con này nè, lúc đầu mình nhìn vô á là mình thấy đẹp liền luôn. Bản thân mình rất thích xe bự mấy bạn, những con xe maxi scooter được sử dụng nhiều bên Indo rồi Thái Lan này kia các bạn, những con xe đó. Thì con xe này nó được sử dụng cũng khá nhiều bên đó ha. Ok, giờ mình chạy một vòng với các bạn. Thì nếu mà mình không nhớ nhầm á thì nó tầm 140 kg hay là 130 mấy gì đó. Thì nó nặng hơn SH thôi, SH nó cũng nặng mấy bạn, con này nó cũng nặng tầm đó hay sao, nếu mà mình không nhầm ha. Có gì mình để thông số lên màn hình cho. Nãy giờ mình không có ngồi yên một chỗ các bạn, mình cũng đi lum lum á, thành ra là giờ hơi mệt, cho nên là nói chuyện trong cái nón nó cũng hơi mệt ha.
Ok, giờ cảm giác lái sau khi chạy con này cỡ 2.500 cây ha. Thì đã lắm, thoải mái lắm. Bữa mình mới chạy ra quận 9 các bạn, cũng không xa lắm, nhưng mà chạy từ nhà mình ra đó cũng 1 tiếng rồi. À, với lại đường ở ngoài nó cũng không hẳn là đẹp ha. Có mấy khúc nó cũng không hẳn là đẹp. Cho nên thì như mình cũng đi được những cái đường không hẳn là đẹp nè. Rồi đi cũng xa, đi cũng tổng cũng 2 tiếng mấy các bạn. À, thì ngồi thoải mái lắm, về mình không có bị đau lưng, không có bị mỏi vai, không bị mỏi gì hết. À, không bị mỏi lưng gì hết. Chạy cảm giác rất đã luôn. Có những con xe như là NBX nè, 155 V1, V2 gì đó. Thì con xe đó được nhớ, con xe đó là được là kiểu như được biết nhiều về cái cảm giác bốc của nó ha. À, thì cũng đúng thiệt. Bản thân mình là một người chạy NBX rất nhiều. Và mình rất thích con đó. Và chạy những con SH này kia nó không đem lại cảm giác đó các bạn. Thì khi mà mình ngồi lên con xe này nó đem lại cái cảm giác bốc đó thì trời, mình đúng bất ngờ và đúng thích luôn. À, vừa đẹp vừa bự. Nói chung là con xe này, nếu mà nói về chỉ điểm trừ của nó là chỉ là cái xăng hả các bạn. À, xăng thì hơi hao một xíu, mình cũng không đến nổi đâu. 8 lít thì cũng đi được khá dài mà. À, bù lại mấy bạn cứ ngồi lên lái thử đi, thì cảm giác lái á nó bù lại hết những cái điểm trừ đó, cái điểm trừ đó ha. Ok, thì đáp ứng tốc độ rất tốt ha, xe bốc khá đã luôn. À, mình đã thử đi con xe này, nếu mà sử dụng đi đường xấu thì cũng không hẳn. À, sử dụng mấy bạn đi đường trường một xíu, đường trường ok một xíu thì cũng ổn. Nhưng mà cũng đừng nghe mình nói những cái thứ đó, tại vì bản thân mình cũng không phải là một thằng đi xa nhiều, chỉ là một thằng đi trong thành phố thôi. Mình cũng kiểu như trích lại từ những cái người mà đã sử dụng ADV đi xa và nói nó làm sao ha. Thì những người như Xe Ôm Vlog nè, anh Anyway Man này kia các bạn, thì mình đều coi video của mấy ảnh rất nhiều ha. Thì mấy ảnh cũng đã nói là con ADV này ngồi rất thoải mái, và thậm chí đi xa nó không mỏi này kia. À, cho nên nếu mà về Vận Phượt á thì kênh mình chưa hẳn nhiều mấy cái đó ha, cho nên mình cũng không hẳn là nói được. Nhưng mà nói chung con này thoải mái, xe bốc. À, cái ghi đông rộng nữa các bạn, để thoải mái lắm. Mình thì mình vai rộng ha, mình bự, mình vai rộng. Ngồi để tay không có bị mỏi, không có gì hết á. Hồi đó thì mình nghĩ là trước khi chơi xe thì mình nghĩ là ghi đông rộng nó sẽ mệt ha, nhưng mà chạy đi thì ghi đông rộng nó thoải mái đó các bạn. Nếu mà nó đặt đúng tư thế theo cái dạng người của mình ha. Nói chung trong tầm giá 100 đó thì mình thấy rất ok. Nếu mà đã nhiều người mua SH được như vậy rồi thì mua con này không có gì là khó các bạn, bằng giá hết luôn mà. À, nhưng mà cũng tùy người thích cái kiểu dáng xe thế nào. Thì con xe này mình sử dụng trong phố đi cũng khá nhiều rồi ha, rất nhiều luôn, 2.000+ cây, nhưng mà mình đi quay lại khá là nhiều á. Nói chung tại con xe này cũng là mới các bạn, cho nên 2.000+ cây tới đây cũng khá là nhiều. Nói chung mình sử dụng đi trong phố á, lúc đầu cái thiết kế bự của nó thì mình cũng hơi sợ là đi kẹt xe sẽ mệt, nhưng mà không, mình chạy mình vẫn thấy thoải mái, mấy bạn lách này kia cũng dễ dàng nữa. Mới đây mình kéo một xíu rồi không, giật lên một xíu á, cho mấy bạn cái cảm giác bóc đi á, với lại cho cái cảm giác mà cái phuộc nó, thì nếu mà mình không nhầm ha, thì cái phuộc của nó dài hơn những con khác, những con xe tay ga khác. Thì nó như mấy bạn thường thấy mấy con như
adventure này kia phân khối lớn á, kiểu mấy bạn kéo á, cái phục nó nhúng lên cái, thì con này nó giống vậy á. Cái kiểu cảm giác giống như cái phục nó đi lên cái mấy bạn, kiểu nó bốc lên á. Ừ, nói chung cảm giác lái này đã nha, thoải mái, bốc nhanh. À, mình lên tốc độ cao à, cũng rất thoải mái luôn. Mình cho con này lên tốc độ cao 100 mấy á, thì nói chung thoải mái lắm. Mình thấy con này lên tầm đó là thoải mái nhất trong những con mình nó chạy, như là NVX, SH, AB tùm lum đó. Ừ, như thế các bạn, tại vì cũng chuẩn bị mưa rồi, trời cứ nắng nắng vậy á, nhưng mà nãy giờ nhiễu nhọt nhọt giọt nước các bạn, cho nên thôi mình đi về. Này là video mình đi thay nhớt, sẵn thì mình nói cảm nhận của mình sau 2000 mấy cây ha, 2500 cây ha. Ok, cảm ơn mấy bạn đã coi video này, và mấy bạn muốn ủng hộ mình thì cho mình một like, comment video của mình, comment dưới bình luận, cho mình những cái góp ý gì đó mình sai sót gì mấy bạn cứ comment cho mình biết ha. Ok, cảm ơn mấy bạn. Bye bye.